Sáng nay, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố phối hợp với Sở Xây dựng thành phố tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp chính quyền thành phố với chuyên đề hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến tháng 4 năm 2023, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có 1.635 chung cư với tổng cộng 2.806 block nhà. Việc phát triển quỹ nhà ở đô thị thông qua các dự án chung cư là điều tất yếu và cần thiết, nhưng cũng phát sinh hàng loạt vấn đề về vướng mắc trong quản lý, vận hành và sử dụng, dẫn đến tranh chấp, khiếu nại giữa các bên. Khi mà cái công trình này xây dựng, công trình này công trình cấp 1, do đó là cục của Bộ Xây dựng đã thẩm định cái dự án thiết kế này, thẩm duyệt dự án và kiểm tra công tác nghiệm thu cũng là Bộ Xây dựng. Tuy nhiên thì cái công trình này nó lại vướng một cái phần đất mà đất công do nhà nước quản lý, nhưng công trình này vẫn được Bộ Xây dựng công nhận cái công tác nghiệm thu là hoàn thành. Do đó là cái việc mà dẫn tới cái việc mà cấp giấy sổ hồng cho cư dân nó vướng mắc cho tới ngày hôm nay. Thực tế hiện nay có rất nhiều dự án có nhiều lốc nhà, do đó đối với những dự án mà có số lượng lốc nhà lớn, có thể 10 lốc nhà, 20 lốc nhà, thì chủ đầu tư chúng tôi rất khó khăn trong việc mời, vận động, ứng cử và tham gia vào ban quản trị. Vì có rất nhiều dự án là chủ sở hữu họ cho thuê, họ không ở đó. Giống như chỗ anh thanh tra cũng có nói, bây giờ thông qua ngân sách, hội nghị đó không thành công, ngân sách thông qua kiểu nào. Rồi có các ban quản trị họ lập luận đúng nè, họ nói là bây giờ ngân sách không thông qua, tôi không làm. Làm tôi vi phạm, phạm tôi chịu, tôi không làm. Thế là cả một cộng đồng bị đứng lại, rồi cơ quan chức năng cũng bị lôi kéo vào trong cái việc đó. Nó khó cho tất cả các bên. Thì đây là một vấn đề tôi nghĩ rằng là cơ quan chức năng cũng phải nên xem xét. Trên thực tế khi mà anh vào ban quản trị thì anh phải hoàn tất cái trách nhiệm đó. Nếu như không hoàn tất thì tôi cũng mong muốn rằng là mình cũng phải có một cái chế tài. Ví dụ như là khi anh miễn nhiệm thì anh phải bàn giao con dấu như thế nào, phải có chế tài xử phạt. Còn hiện nay ví dụ như không bàn giao xong, chờ tất cả các cơ quan ban ngành mời lên mới bàn giao thì nó rất là tốn thời gian. Hội nghị đã tiếp nhận và giải đáp hơn 105 câu hỏi từ Ủy ban Nhân dân quận huyện, thành phố Thủ Đức, doanh nghiệp, ban quản trị nhà chung cư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư liên quan đến các vấn đề vướng mắc trong việc quản lý sử dụng, vận hành, các vướng mắc trong thực hiện vai trò trách nhiệm của chủ đầu tư trong thực hiện bảo trì, bảo hành, bàn giao kinh phí, thực hiện hợp đồng dịch vụ, vấn đề xây dựng, cơi nới trong chung cư. Sở dựng sẽ tổng hợp báo cáo với thành phố để có một cái chỉ đạo chung và cần thiết thì báo cáo để xin ý kiến đối với các cái ngành về tài chính, đối với các ngành thuế và là có những cái vấn đề khác nó liên quan đến cái vấn đề mà thành lập của các cái ban quản trị. Khi mà xảy ra các cái vướng mắc là không thành lập được lần đầu thì như vậy là ủy ban nhân cấp xã phường sẽ đứng ra tổ chức thành lập, tránh cái việc là không thể nào tổ chức được cái hội nghị dân cư để mà từ thông qua hội nghị dân cư mới quyết định tất cả các vấn đề nó liên quan đến cái quản lý vận hành và sử dụng cái nhà chung cư. Sống chung đương nhiên nó sẽ có những cái mâu thuẫn về các cái lợi ích thì chúng ta phải làm sao mà để chúng ta đơn giản hóa các cái mâu thuẫn đấy. Chúng ta phải biết là cái gì là chúng ta cần thông qua ở các cái hội nghị chung cư và cái gì thuộc trách nhiệm của cái đơn vị nào. Vấn đề là chúng ta phải tìm hiểu rất kỹ quy định của pháp luật. Sau khi tìm hiểu kỹ quy định pháp luật rồi chúng ta mới làm. Còn có những cái tình huống mà có thể là luật pháp chưa quy định thì các cơ quan nhà nước sẽ gì ạ? Tiếp cận dần bổ sung thì để lấp các cái chỗ trống đấy. Thông qua hội nghị đối thoại, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh mong muốn sẽ giúp cho các đơn vị, doanh nghiệp, ban quản trị, đơn vị quản lý nhà nước nắm vững thêm nhiều thông tin, giải pháp hữu ích để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quản lý vận hành sử dụng nhà chung cư, từ đó nâng cao kiến thức và trách nhiệm chấp hành pháp luật của các chủ thể liên quan.